một hộ dân bị nhiều người cùng xóm giữa hàng rào ùa vào chặt phá vườn cây. Chỉ trong 3 ngày, toàn bộ số tài sản là măng luồng, vườn dược liệu của một gia đình lão nông ở Hòa Bình bị nhiều người cùng xóm vào phá hủy hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 200 đến 300 triệu đồng. Ngày 5 tháng 9, tại xóm Ba Lầm, xã Nuông Giam, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ việc nhiều người dân trong xóm tự ý phá rỡ hàng rào, ùa vào vườn rừng của gia đình ông Hà Quang ạm chặt phá toàn bộ cây cối, hoa màu, vườn cây dược liệu, trà hoa vàng và toàn bộ rừng cây măng luồng. Tiếp theo, ngày 6 và 7 tháng 9, dù Ủy ban Nhân dân xã Nuông Giam đã yêu cầu người dân không được chặt phá, đồng thời công an cũng vào cuộc điều tra nhưng những đối tượng trên vẫn tiếp tục có hành động chặt phá vườn, rừng cây của gia đình ông Mạc. Chỉ trong 3 ngày, từ 5 đến ngày 7 tháng 9, toàn bộ số tài sản rừng măng luồng và vườn dược liệu của gia đình ông Hà Quang Tạm bị phá hủy hoàn toàn. Ước tính tổng số tài sản bị hủy hoại thiệt hại tới 200 đến 300 triệu đồng. Sáng ngày 13 tháng 9, trao đổi phóng viên Dân Trí, ông Lê Đức Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Bôi cho biết, nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ việc tranh chấp đất đai. Theo ông Hùng, đây là vụ việc có dấu hiệu phức tạp, liên quan đến nhiều người, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã vào tận xóm Ba Lầm nắm bắt tình hình. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Nuông Giam phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện Kim Bôi giải quyết dứt điểm về tranh chấp đất đai. Về tài sản của gia đình ông Ạm bị chặt phá, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Bôi đã giao cho công an huyện khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại, điều tra xem xét. Nếu có dấu hiệu của việc hủy hoại tài sản thì khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng ở huyện Kim Bôi đang tích cực vào cuộc để giải quyết vụ việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Bôi nói.